21 giờ đêm thấy tòa nhà sáng đèn, người nước ngoài tưởng là nhà máy, hóa ra lại là trường học. Áp lực học tập của học sinh Trung Quốc lớn đến mức nào? Một người nước ngoài khi tới Trung Quốc, 9 giờ tối ra ban công hóng gió và nhìn thấy một tòa nhà sáng đèn, đã vô cùng tò mò hỏi xem đó là gì. Anh cực kỳ bất ngờ, không dám tin khi được biết đó là trường học. Kỳ thực có một vị chuyên gia đã từng nói: có lẽ những bộ phim Thanh Xuân Vườn Trường không tiết lộ cho bạn biết áp lực học tập ở Trung Quốc lớn đến mức nào. Hình ảnh những em học sinh tay ôm sách, tay còn lại cũng ôm sách, đeo cặp kính dày cộp, không còn là điều quá xa lạ với đất nước tỷ dân. Tại đây, học sinh lúc nào cũng phải cắm đầu vào học, trong lớp, trên sàn nhà, trong nhà ăn, nhà vệ sinh, thậm chí cả trong giấc ngủ. Đã không ít các em học sinh ở đây phát điên vì áp lực học tập do xã hội, bố mẹ và chính bản thân các em tạo ra. Nhìn thấy hình ảnh của các bạn học sinh bây giờ mà xót xa, kiến thức chúng ta cần phải học quá nhiều. Nhưng đại học cũng không phải là con đường duy nhất để thành công. Mong rằng mỗi bạn sẽ luôn giữ vững được tinh thần, hiên ngang bước qua giai đoạn thăng trầm này. Cố lên nhé! Cảm ơn các bạn đã theo dõi 8TV, đồng hành cùng kênh để cập nhật những câu chuyện ý nghĩa mỗi ngày.